Hello các bạn đã có kênh Tony TV. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ở khách sạn này. Và bây giờ trước khi đi về quê thì mình sẽ dẫn các em ở đây đi lâu đài tuyết. Lâu đài tuyết à, em thấy trên mạng đẹp lắm. Sáng sớm lạnh muốn chết luôn, anh tính vô nhà tuyết gì ạ? Đi gần gần thôi chứ lên xe mới đó. Đúng là con bánh bèo vô dụng mà. Nói người ta mà trong khi đó bánh bèo này còn ói nhiều hơn chị Thảo nữa. Mình mà vô được cái lâu đài tuyết mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem cái chiêu lướt gió đại pháp của mình. Cái tuyệt chiêu rồi nè, hôm bữa anh ngáo trực ba tin cũng xém bị gãy cổ, các bạn đừng có bắt chước nha. Và cả team chúng ta đứng dậy đi, di chuyển xuống xe và sau đó sẽ đến lâu đài tuyết để mà đại náo một chiến nào. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ team mình nha, để sắp lên 4 triệu view. Giờ bọn mình sẽ di chuyển xuống xe nha. Chào mọi người, cả team mình đã đi tới thị trấn tuyết rồi đây, Snow Town. Ôi, đi vào thôi. Đấy, chưa hết là thấy hấp dẫn rồi. Rồi, nghe tiếng của trẻ em rất là đông nha. Nghe tiếng la là biết rồi. Rồi. Chưa hết là thấy lạnh rồi đó. A few moments later. Các bạn muốn vô là phải đeo vòng tay nè. Có vòng chưa? Chưa. Chưa. Ở mình phải hái gì này bỏ vào gỗ sau đó nghe nhạc trực tiếp vào nha. Đi vào thái độ. Đó, thấy sung chưa? Đi về nhà ngủ đắp mền đi nè. Bọn mình nhận áo đi trượt nha. Rồi thay áo thôi. Rồi tại mai mới đây thay áo xong rồi nè. Nhanh dữ à mày. Thấy ngầu không? Thế là xong chuẩn bị trượt. Thấy ngầu không các bạn? Còn lạnh hơn nữa. Trời, lỗ đầu con chim cánh cụt luôn. Rồi để mình kéo anh Vinh nha các bạn.
xong từ sớm, bây giờ cả team mình hiện tại đã rất là lạnh rồi. Mấy đứa lạnh không? Lạnh. Bây giờ có muốn chơi nặng người tuyết không? Dạ. Để xem con người tuyết của ai to nhất mà lại đẹp nhất. Bọn mình sẽ lựa cái địa điểm này để mà làm người tuyết nha. Chúng ta sẽ chia làm hai đội. Chia làm hai đội đi. Đợi chưa? 10 phút bắt đầu. Đứa nào nặng người tuyết nhanh nhất cho 500 ngàn uống nước. Trời lẹ lên đi, có 10 phút rồi các bạn. Nhanh lên nhau ơi.